chào nhà thuốc, em đi rừng thấy có hai loại cây an xoa là cây an xoa hoa màu tím và cây an xoa hoa màu trắng. Xin hỏi là cây an xoa hoa tím tốt hơn hay là cây an xoa hoa trắng tốt hơn? Em xin cảm ơn ạ. Chào bạn, cây an xoa hay còn gọi là cây tổ kén, thâu kén là loại cây thân gỗ nhỏ mọc hoang. Quả thì có hình giống như là con sâu róm và hoa thì có màu tím. Cây an xoa thì có hai loại là cây tổ kén cái và cây tổ kén đực. Cả hai loại trên thì đều có hoa màu tím. Vì vậy thì có thể khẳng định rằng cây an xoa hoa màu tím mới là cây để sử dụng làm thuốc. Còn cây an xoa hoa màu trắng thì không phải là cây thuốc và có thể là cây dại và bạn không nên sử dụng. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn.